Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Mai Nguyên sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc bao da dành cho Samsung Galaxy Note 3. Đây là hộp của sản phẩm, các bạn có thể thấy dòng chữ Design by Samsung. Đây là bao da chính hãng của Samsung cung cấp cho người dùng Note 3. S-View Cover không chỉ là một chiếc bao da thông thường như các loại bao da khác, mà nó còn mang nhiều tính năng thiết thực dành cho người dùng. Mình sẽ khui hộp để khám phá các tính năng và cấu tạo của S-View Cover cho các bạn xem nha. Mình sẽ khui luôn 3 màu cho các bạn xem. Mình sẽ thử với chiếc S-View Cover màu đen. Như các bạn đã thấy thì S-View Cover là phụ kiện dành riêng cho Note 3 nên chúng là khá vừa vặn với nhau. Mặt sau của S-View Cover được thiết kế giống như là nắp lưng của Samsung Galaxy Note 3. Cũng có logo Samsung và đường viền bằng chỉ rất là đẹp. S-View Cover kết nối với Note 3 thông qua công nghệ NFC ở ngay đây. Để gắn S-View Cover vào Note 3 thì chúng ta sẽ tháo nắp lưng ra. Mình sẽ thử lắp với chiếc S-View Cover màu đen này. Như các bạn đã thấy thì thao tác khá là đơn giản và dễ dàng. Ngay khi vừa lắp vào thì Note 3 đã tùy chỉnh giao diện sao cho phù hợp với mặt ngoài của S-View Cover. Các bạn có thể nghe nhạc trực tiếp ở ngoài mà không cần phải mở nắp. Thì rất là tiện lợi cho việc thay đổi bài hát vô cùng nhanh chóng. Ngoài ra, với chức năng chụp hình thì Note 3 cũng tùy chỉnh màn hình camera sao cho vừa vặn với khung kính của S-View Cover. Do máy chưa lắp SIM nên các bạn có thể xem một số tính năng dùng với S-View Cover qua những hình ảnh demo này. Các bạn có thể xem được thời gian, cái thông báo trực tiếp ở phía ngoài hoặc là chi tiết cuộc gọi lẫn tin nhắn. Và ngoài ra, S-View Cover có thể giúp bạn nhận hoặc là từ chối cuộc gọi. S-View Cover được phủ mọi mặt bằng da, các góc cạnh cũng được thiết kế sao cho phù hợp với các cổng cắm và phím tắt. S-View Cover có mặt kính khá dày để bảo vệ màn hình. Tuy nhiên, các bạn có thể thấy là nó vẫn không làm giảm đi độ nhạy của cảm ứng và rất là tiện lợi cho các bạn khi thực hiện các thao tác. Mặt trước của S-View Cover có chỗ hở dành cho loa thoại để các bạn có thể nghe, gọi trực tiếp mà không cần phải mở nắp ra. Ngoài ra, còn có logo của Galaxy Note 3 và đường chỉ cũng được may viền theo giống mặt sau. Cạnh bên tuy có một lớp da nhưng các bạn vẫn có thể điều chỉnh được âm lượng. Còn ngay ở vị trí giắc cắm ở phía trên, S-View Cover được thiết kế tiện cho việc các bạn có thể cắm tai nghe. Còn nút nguồn ở phía bên hông cũng tương tự cho việc tắt mở rất là dễ dàng. S-View Cover có thể tùy chỉnh được nhiều màu cho giao diện với nhiều màu sắc độc đáo và phù hợp với mỗi cá tính riêng của các bạn. S-View Cover có giá bán lẻ tại các hệ thống cửa hàng của Mai Nguyên với giá là 1.690.000 đồng. Sản phẩm hiện đang có 3 màu, các màu khác sẽ có trong đợt hàng tiếp theo. Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm, các bạn hãy truy cập vào website mainguyen.vn. Xin cảm ơn các bạn.